Xin chào mọi người, hôm nay An Trần Authentic sẽ quay cho mọi người xem thực tế cái hộp collagen Ariba Gold hàng chuẩn hãng sẽ như nào mọi người nhá. Hộp 14 chai này. Đấy. Bên ngoài được bọc siêu ni lông xung quanh nên là nhìn nó hơi anh ấy. Qua video nó hơi anh ấy. Đây, tên sản phẩm này, công dụng này. Đấy. Phía đây, phía này, phía sau này. Có tên sản phẩm và cái mã QR này, mọi người có thể check được mã QR này. Quét mã QR nó sẽ đưa thẳng đến trang của Ariba mọi người nha. Đây, mặt sau này. Mặt sau thì cái sản phẩm này collagen nhập khẩu 100% từ Đức nha mọi người nhá. Collagen peptide, công dụng này, thành phần này, tên trang web này, hotline này, lô này, ngày sản xuất này, hạn sử dụng này, hộp 14 chai này. Sản phẩm này không chất bảo quản nha mọi người nhá, không màu nhân tạo luôn. Giá trị dinh dưỡng này. Đấy. Đằng sau này, đấy, cái siêu thì không bao quanh mà còn hở lại đoạn này nhé. Hướng dẫn sử dụng, đối tượng sử dụng, bảo quản này, lưu ý này, đấy, thương nhân sản xuất này, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trần Toàn Phát cho mọi người nhé. Phần dưới là màu đen này. Phần sau này, đấy, công dụng này, hỗ trợ làm đẹp da này, sạm da, khô da, hạn chế lão hóa này. Đấy. Hộp 14 chai và thể tích là 30ml trên chai nhé. Có đăng ký sản phẩm mã vạch này mọi người này. Đấy.